một điều mà chẳng ai làm được, đừng quên để yêu cho người ta. Hạnh phúc thứ ba liệu được bền lâu như tình yêu ta lúc đầu, đi đến nơi đâu để tìm lại những hoài niệm khi ấy, để chẳng vương vấn một người đã không còn yêu. Gặp mặt nhau tỏ ra lạnh lùng, cảm xúc có ai người xứng em ấm yên vui mặt nồng khi xưa, giờ chỉ có là đã từng. Em chẳng sao đâu, cho dù còn yêu, gặp mặt nhau.